Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hiện giờ là hơn 8 giờ sáng nha mọi người. Thì hiện giờ thì mình đang có mặt ở trong rừng nhá. Thì hôm nay thì mình sẽ đi 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 làm cái video về sinh tồn nha mọi người. Thì đây. Đây là đồ đạc của mình vừa đến nha mọi người. Đây này. Thì đây. Một cái ba lô này. Trong cái ba lô này thì có võng nha mọi người. Đây này. Cái võng này. Đó. Với lại đây là cái cuộn cước nha. Đây này. Cuộn cước. Cuộn cước với lại lưỡi câu nha. Đây, lưỡi câu. Thì ở đây là một cái hồ rất là to, rất là nhiều cá nha. Mấy bữa trước thì mình cũng có vào đây câu nha mọi người. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về sinh tồn nha. Thì đồ ăn thức uống thì mình không có mang cái gì hết nha. Đây. Giờ mình sẽ quay cái cam lại cho mọi người nhé. Đây. Thì đồ thì mình không mang cái gì nha mọi người. Đây này. Có một con dao nha. Đó, một con dao này. Với lại đây là cái cuộn cước này. Cuộn cước với lại lưỡi câu nha. Tí nữa thì mình sẽ làm cần câu nha mọi người. Xong bắt đầu làm mồi, xong đi 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 câu nha, đi cắm câu nha. Còn đây trong cái bao trong cái ba lô của mình thì có chỉ có võng nha mấy bạn. Đây. Chỉ có một cái võng này. Võng để chốc nữa mình nằm ngủ nha. Còn ba lô là không có gì nha. Đó. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về sinh tồn ở cái ở đây nha mọi người. Đó. Thì đây. Đây là toàn bộ cái quang cảnh bốn xung quanh nha. Đây này. Ở đây là cũng khá xa nhà mình nha mọi người. Đó, đây này. Bốn xung quanh quang cảnh cây cối này. Đó. Đây nha. Ở đây thì cái thời tiết rất là mát mẻ. Cây cối đó. Đó. Đây là le này. Giờ thì mình sẽ đi làm cần câu nha mọi người. Tóm lưỡi rồi cột dây cước nha. Xong chặt cần câu. Đi kiếm mồi để câu cá nha mọi người. Đó. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về 12 giờ sinh tồn ở trong rừng nha mọi người. Ở đây nó khá xa chỗ mình. Ở đây thì cũng cách chỗ mình tầm khoảng 3-40 cây nha. Đó. Sâu vào trong rừng nha. Đó. Đây là cái chỗ ấy nè. Giờ mình sẽ quay cái quang cảnh ở chỗ cái hồ để cho mọi người xem nha. Đó, đây là cái hồ nước nha mọi người. Đấy. Ở đây thì mấy đợt trước là mình đi câu rất là nhiều cá lóc nha. Đó, đây này. Đây, hồ này. Toàn là sen nha mọi người. Sen này nó mọc tự nhiên nha. Rất là nhiều nha. Đó. Cá thì nó quẫy rất là nhiều. Đó. Đây nha. Đấy. Giờ thì mình sẽ lên trên rồi làm cần câu nha mọi người. Thì mình sẽ làm cần câu và ngâm nha. Cắm cá lóc nha. Đó. Rồi nếu mà được thì mình sẽ nướng. Nướng rồi ăn luôn ở trong rừng nha mọi người. Thì mình cũng có mang theo là một ít muối nha. Ít muối. Nếu mà được thì mình sẽ nướng. Không thì bắt ốc nướng nha mọi người. Nếu mà không có cá thì bắt ốc nướng. Đây. Cái hồ nha. Rất là rộng. Tít về đằng trên kia nha mọi người. Nhiều cá nha. Đó. Thôi. Giờ thì mình sẽ đi làm cần câu nha mọi người.
đây nha, như này được một cần rồi nha mọi người. Đó, đây là được một cần câu nha. Giờ thì tí nữa thì mình sẽ đi 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 kiếm mồi nha mọi người, kiếm cái mồi xong mình đi cắm câu nha. À, vót cái đầu này tí nó xuống, không muốn là mình cắm xuống nha. Đó, đây là được một cần rồi nha. Rồi, đây nha mọi người, thì tìm từ nãy giờ mới thấy một cái ụ giun nha các bạn, ụ trùng nha, giun nha, đây này, đây một ụ nữa này, và bên đây một ụ nữa này, cái phân của nó nha, đây này, phân của nó này, đó, giờ thì mình sẽ đào nha, đào để tìm cái mồi để mà mắc lưỡi câu nha, đó. Mấy con ốc nha mọi người, nó ốc này. Giờ thì mình sẽ đập ốc ra nha, đập ốc ra xong mình làm mồi mình câu nha. Đây, đây, đập con ốc này ra xong mắc vào lưỡi câu để câu nha. Đây thì cá rất nhiều nhá, đây này, được một cần nhá, đó.
Đây nha, mình đã cắm xong một cần này. Đó, hy vọng là sẽ có cá nha. Đây nè, nước rất là đẹp nha mọi người. Giờ thì sẽ cắm đến cần thứ hai nha. Đây, đấy, cá rẫy nha. Cá rẫy rất là nhiều ở ngoài đấy nha. Cá rất là rẫy. Đây, giờ thì sẽ cắm thêm một cần ở đây nữa nha mọi người. Đây, chỗ này nha. Đây, đây nha, cắm ở đây nha. Hy vọng là cá nó sẽ cắn nhé. Thì mình cắm từ nãy đến bây giờ thì cũng được hơn nửa tiếng nha mọi người. Đó. Giờ thì mình sẽ tiến hành đi 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 kiểm tra nha. Đây, đây một cần nhé. Đây này. Bèo này. Đây. Ua, cá nha. Đây này, cá nha. Một con cá lóc nha. Đây nha mọi người. Một cá lóc này. Đó. Cần nha. Đó. Để mình cứ xuống mình gỡ nha mọi người. Rất là to nha. Đây nha, cá lóc nha. Đó. Con này mà lướng thì rất là ngon nha. Mình vừa nãy là khi mới đi thì mình cũng đã chuẩn bị muối nha. Đi kiểm tra tiếp nha. Đó. Đây, cái võng của mình mới mắc xong từ nãy nha. Đây thì trên này một cần nữa nha. Đây, cảnh rất là đẹp nha mọi người xem này. Đây một cần nữa này. Đó. Không 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 thấy gì nha mọi người. Đó. Không được nha. Đó. Rất là đẹp. Bèo. Đây một cần nữa này. Ô, đây được một con đấy nha. Đây này, đây đầu đang nhô lên nha.
Cá mình nướng đã chín nha các bạn. Đây là nhìn rất là ngon nha. Rồi giờ thì để mình ăn, mời toàn thể các bạn nhé. Đây nha, mời mọi người nhé.
Xin mời tất cả mọi người nhé. Rất là ngon nha. Cái thịt của cá nóc đồng này ăn rất là ngon nha các bạn. Cá nóc suối này ăn rất là ngon nha, cá nóc hồ này, cá nóc tự nhiên này ăn rất là ngon. Nha, mời mọi người nha. Rất là ngon nha. Cái thịt nó rất là dai. Vừa chín tới nha. Cái kem cái da này nó giòn rồi, ăn rất là ngon nha. Trứng này. Rồi thì mình cũng đã ăn hết hai con cá nha mọi người. Giờ thì mình sẽ lên võng, mình cày quá. Thì mình nghỉ nha mọi người. Thì chắc là buổi chiều mát mát là mình về nha mọi người. Thì hôm nay thì cũng đánh được hai con cá thì cũng đã nướng ăn xong nha mọi người. Ở đây thì quanh quanh đây thì rất nhiều cá lóc. Nhưng mà thôi thì mình đánh có mấy con anh nha mọi người. Chủ yếu đi quay video chia sẻ cho mọi người xem cho vui nha. Thì hôm nay thì cũng là ngày chủ nhật nha mọi người. Thì mình cũng tranh thủ đi chơi. Rồi quay video chia sẻ cho mọi người chơi. Rồi mình lên võng này. Mình nghỉ tầm 2-3 tiếng chiều chiều man mát rồi mình về nha. Rồi thì video của mình đến đây là hết nha. Chào tất cả mọi người nha. Mọi người mà thấy video của mình hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha.